đêm ở nhà đó, cái đi diễn về á, Trường cũng bật lên rồi này Trường nghe, Trường thấy xúc động bởi vì mình quá may mắn đi, bởi vì người ta phải làm nhiều thứ lắm để có được cái tình cảm đặc biệt đó, nhưng mà Trường với bài hát này thôi là Trường đã được khán giả yêu trọn vẹn và yêu cho tới ngày hôm nay. Trường rất là xúc động và cảm thấy mình may mắn vô cùng may mắn khi mà có được bài hát này, và Trường muốn hát tặng bài hát quý vị này cho quý vị. Quý vị nói chuyện này là bài hát đặc biệt nhất mà xin mời quý vị cùng thưởng thức. Em đã quên như lòng anh,
Xin một lần nữa là chia sẻ cảm ơn.